Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Trần Quốc Văn, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã thực hiện dỡ bỏ phong tỏa sau 17 ngày cách ly để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một màn dân vũ do các học sinh và giáo viên xã Yên Phú biểu diễn để chào mừng sự kiện được coi là vui hơn Tết sau 17 ngày thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đúng 9 giờ 30 phút, tại chốt kiểm soát ra vào thôn Bình Phú, dưới sự chứng kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chốt kiểm soát này được dỡ bỏ. Đồng thời, tất cả các chốt kiểm soát khác trên địa bàn xã cũng được tháo dỡ. Người dân xã Yên Phú đã háo hức chờ đón giây phút này từ sớm. Trong một thời gian rất ngắn mà Yên Phú đã chiến thắng được Covid, nên hôm nay được mở cửa là rất là phấn khởi và vui mừng, hơn cả ngày Tết. Chiến thắng được Covid, nhân dân chúng tôi rất sung sướng, phấn khởi và vui mừng. Tôi cảm thấy rất vui mừng để coi cho toàn thể trong xã Yên Phú này được hoạt động bình thường. Rất là vui mừng, phấn khởi là đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh gỡ bỏ phong tỏa đối với xã Yên Phú. Đối với người dân thì được các cái mặt hàng, hàng hóa được lưu thông và người dân sẽ được đi lại. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ổn định nhân dân để tiếp tục sản xuất. Ngày 8 tháng 2, xã Yên Phú phát hiện có 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng là bệnh nhân 2062 và 2063. Để khoanh vùng dập dịch, toàn xã với hơn 4.000 hộ và 15.000 nhân khẩu được phong tỏa từ ngày 9 tháng 2. Toàn xã rà soát được 185 trường hợp F1, 992 trường hợp F2 và 580 trường hợp F3. Các trường hợp này đều được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đến nay cho kết quả âm tính từ 3 lần trở lên. Sau 17 ngày cách ly, trên địa bàn xã không phát sinh ca bệnh mới, tình hình mọi mặt và đời sống nhân dân ổn định. Được biết đến nay, hai bệnh nhân 2062 và 2063 đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Cùng với xã Yên Phú được gỡ bỏ phong tỏa, hai huyện Yên Mỹ và Khoai Châu cũng được kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Có thể nói là Hưng Yên đã dập được dịch COVID-19 và đưa Hưng Yên ở cái trạng thái an toàn. Mặc dù vậy, xác định là luôn luôn không được chủ quan, lơ là để đảm bảo thứ nhất là dịch bệnh không tiếp tục quay trở lại Hưng Yên, đảm bảo sức khỏe cho người dân và đảm bảo phát triển mục tiêu kép và đặc biệt là đảm bảo an toàn trong việc bầu cử trong thời gian tới. Xã Yên Phú là vùng sản xuất rau màu lớn. Ngay sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, có 7 chuyến xe đưa gần 20 tấn nông sản của nông dân xã Yên Phú đi tiêu thụ. Người dân nơi đây cũng ngay lập tức trở lại nếp sinh hoạt, sản xuất bình thường trong tình hình mới.